bạn đang nghe từ phonos tóm tắt sách tiền đối với vàng tác giả james rickard nếu một ngày trở nên giàu có bạn sẽ làm gì để bảo toàn cũng như tiếp tục nhân lên khối tài sản của mình đợi đến lúc có tiền rồi mới nghĩ e là đã quá muộn mà cũng chẳng biết khi nào mới có tiền đủ nhiều để mà nghĩ đó cũng chính là tâm lý của những người bình thường, thu nhập bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu. Thế nhưng, sự thật là chỉ khi bắt đầu tư duy về việc dùng tiền sao cho hiệu quả bạn mới đến gần sự giàu có thịnh vượng. Tiền, đối với vàng, đồng đô la, tiêu chuẩn vàng, chứng khoán hóa và câu chuyện kỳ lạ về hệ thống tài chính thế giới sẽ mang đến cho người đọc những góc nhìn mới về tiền, những vấn đề mà thị trường tài chính tiền tệ thế giới phải đối mặt trong tương lai cũng như những giải pháp bạn có thể lựa chọn để đảm bảo an toàn cho tài sản của mình. Khủng hoảng tài chính có thể xảy ra bất kỳ lúc nào và nếu không chủ động tính toán cho kịch bản xấu nhất, nghĩa là bạn đang chuẩn bị sẵn sàng cho việc hứng chịu thiệt hại lớn nhất. Sau đây, mời bạn cùng Phonos điểm qua 3 nội dung đáng chú ý của cuốn sách Tiền đối với vàng. Nội dung thứ nhất, đồng tiền hiện đại đã đánh mất giá trị nội tại cách đây vài thế kỷ mọi thứ đều được định giá bằng vàng và bạc khi mua một ổ bánh mì bạn cần trả cho người bán một miếng vàng hoặc là bạc có giá trị tương đương ngày nay bạn chỉ cần dùng một tờ giấy có in vài con số trên đó để thanh toán bản thân tiền giấy vốn không có giá trị gì đặc biệt nhưng tại sao lại được chấp nhận làm phương tiện trao đổi ngang giá đơn giản vì chính phủ đã bảo lãnh giá trị cho tờ tiền và chúng được gọi là tiền pháp định. Tiền pháp định về cơ bản là một tờ cam kết giữa người dùng và nhà nước. Nhà nước đã hứa với người thợ làm bánh rằng anh ta có thể đổi tờ tiền này lấy một thứ khác có giá trị như bột mì hoặc là muối. Ngoài ra, chúng không có giá trị nội tại như tiền vàng đã từng. Trước cuộc khủng hoảng tài chính năm 1973, hệ thống tiền tệ thế giới vận hành theo cơ chế bản vị vàng. Mỗi tờ tiền mang một giá trị tương đương vàng. Trong giai đoạn đó, chính phủ Mỹ đã cam kết cố định giá trị của đồng đô la với giá vàng ở một tỷ lệ cố định, 35 đô la mỗi ounce vàng. Các quốc gia khác sau đó cố định tỷ giá hối đoái dựa trên đồng đô la, vì vậy, thực tế tất cả các loại tiền tệ đều có liên quan đến giá vàng. Nhưng sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 1973, cường quốc hàng đầu thế giới lúc này đã quyết định xóa bỏ bảng vị vàng chuyển sang chế độ thả nổi đồng tiền. Đồng đô la Mỹ không còn vàng chống lưng, nhưng vẫn duy trì được vị thế của mình suốt thời gian qua và trở thành gót chân asin của hệ thống tiền tệ toàn cầu. Nếu đồng tiền này bị tấn công và thao túng, điều gì sẽ xảy ra? Nội dung thứ hai Vai trò thống soái của đồng đô la Mỹ với tư cách là đồng tiền dự trữ sắp kết thúc. Không thể phủ nhận một hiện thực là tất cả các quốc gia đều nắm giữ một lượng nhất định đồng đô la mỹ để sử dụng cho các giao dịch thương mại quốc tế do đó nó được coi là một loại tiền tệ đáng tin cậy ổn định và được người dân ở nhiều nơi yêu thích hơn cả đồng tiền nội địa tuy nhiên những biến động trong thời gian gần đây đã khiến các quốc gia bắt đầu đặt câu hỏi về tính cấp thiết của mối quan hệ phụ thuộc này đầu tiên phải kể đến những nền kinh tế mới nội như là khối brics bao gồm brazil nga ấn độ Trung Quốc và Nam Phi. Tiếp đó là các quốc gia OPEC, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ. Theo truyền thống, họ, đặc biệt là Ả Rập Saudi, rất sẵn lòng giao dịch dầu mỏ bằng đồng đô la Mỹ để đổi lại việc được Mỹ bảo trợ về an ninh quốc gia. Nhưng gần đây Mỹ đã dần nâng cấp quan hệ với đối thủ không đội trời chung của Saudi là Iran, và điều này khiến Ả Rập Saudi phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế cho tình bạn của Mỹ, cũng như giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ bên cạnh đó đồng euro mạnh lên cũng đang dần trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của đồng đô la mỹ trong hệ thống thanh toán toàn cầu mặc dù khu vực đồng tiền chung châu âu vừa trải qua một cuộc khủng hoảng tiền tệ nhưng trên thực tế chính cuộc khủng hoảng và nền kinh tế mạnh mẽ của đức đã thúc đẩy khu vực đồng tiền chung châu âu tái cấu trúc để trở nên mạnh mẽ cạnh tranh ổn định hơn nhiều so với đồng đô la mỹ đã đến lúc cần cân nhắc đến những lựa chọn khác cho hệ thống tài chính toàn cầu một giải pháp đảm bảo lợi ích chung cho tất cả các quốc gia trong các hoạt động thương mại quốc tế đó có thể là một tổ chức độc lập như quỹ tiền tệ quốc tế imf tiền điện tử bitcoin hoặc một hình thức trao đổi ngang giá bằng hàng hóa trên nền tảng thương mại điện tử thế nhưng nếu khủng hoảng tài chính xảy ra trước khi một phương án khả thi được thống nhất thì ta nên làm gì để bảo vệ tài sản nội dung thứ ba chia trứng vào nhiều giỏ. Tác giả cho rằng, ngay từ bây giờ lời khuyên khả dĩ cho mọi người là đa dạng hóa danh mục đầu tư, đảm bảo tài sản của mình được dàn trải ở nhiều hình thức và lĩnh vực. Vì đợi đến khi siêu lạm phát xảy ra thì đã quá muộn màng. Tỷ lệ nắm giữ của từng loại tài sản theo ông có thể được phân bổ như sau: 30% tài sản bằng tiền mặt trong ngân hàng. Tiền mặt là công cụ linh hoạt nhất để nắm giữ và nếu khủng hoảng xảy ra, bạn có thể phân bổ chúng vào bất kỳ khoản đầu tư nào có vẻ thận trọng nhất vào thời điểm đó. 20% vào bất động sản ở những vị trí có đông người qua lại. Loại bất động sản này sẽ tăng giá trị bất kể nền kinh tế phát triển như thế nào. 20% vào các công cụ tài chính thay thế như quỹ đầu tư. 20% vào dự trữ vàng miếng vì giá trị của chúng tương đối ổn định. 10% mua các tác phẩm mỹ thuật như tranh và tác phẩm điêu khắc. Bằng cách này, bạn sẽ sở hữu những thứ có giá trị hữu hình và đủ nhỏ để mang theo bên mình nếu cần. Tác giả nhận định rằng, danh mục này sẽ tối ưu hóa lợi nhuận của bạn trong mọi điều kiện, khi bình thường cũng như trong tình trạng lạm phát hay bất ổn xã hội diễn ra. Như một quy luật của lịch sử, khủng hoảng kinh tế tài chính quay trở lại vòng lặp rất nhiều lần chúng ta không thể tin tưởng một cách mù quáng rằng nền kinh tế sẽ luôn tăng trưởng tích cực hay những vị thế đã được xác lập sẽ tồn tại vĩnh viễn trong khoảnh khắc này nhiều thay đổi đang diễn ra những cục diện mới đang được định hình những nhân tố mới đang dần lộ diện vậy nên chủ động nắm bắt và thích ứng là chiến lược của mọi chiến lược vừa rồi là ba nội dung chính của cuốn sách tiền đối với vàng được phonos chọn lọc để chia sẻ đến bạn hãy tìm nghe phiên bản sách nói trọn vẹn của tác phẩm thú vị này trên ứng dụng phonos nhé bạn thân mến cuốn sách tiền đấu với vàng nhắc chúng ta tỉnh táo với cái bẫy của sự an toàn ổn định không có gì là mãi mãi vị trí cường quốc số một thế giới của hoa kỳ cũng vậy và đồng đô la mỹ cũng không phải là ngoại lệ những gì từng rất quý giá đều có thể tan biến vào ngày mai nếu chúng ta không chuẩn bị trước những kịch bản phòng ngừa rủi ro bởi đúng như câu nói, ngoại trừ sự thay đổi, chẳng có gì là vĩnh hằng. Vậy nên, thử nghĩ xem, nếu một ngày đồng tiền thực sự vô giá, bạn sẽ sống sao với cuộc đời này? Cảm ơn bạn đã lắng nghe tổng tác sách Tiền đấu với vàng trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé.